Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Miss Universe ngày 5, Hoàng Thùy diện váy cực đẹp, Hoa hậu Thái Lan và fan quốc tế phải thốt lên một câu. Trải qua 1/2 chặng đường ở Miss Universe 2019, Hoàng Thùy chưa bao giờ làm fan nước nhà thất vọng với cô thời trang thượng thừa. Tiếp nối vòng độ đó trong ngày thứ 5, đại diện Việt biến hình với một outfit không thể nào gợi cảm hơn được nữa. Trong chiếc đầm body ôm sát, Hoàng Thùy khoe thần thái hút hồn và đường cong hoàn hảo. Đặc biệt chiếc váy sử dụng chất liệu bắt sáng cộng với những chiếc kính tráng gương giúp phản xạ ánh sáng hiệu quả. Sở hữu lợi thế của mình là thân hình đồng hồ cát, Hoàng Thùy lựa chọn chiếc váy màu ánh kim thiết kế yếm khoe bờ vai thon gọn. Thiết kế lấp ló thêm ngực với vòng một căng tròn làm cho đại diện Việt Nam chiếm spotlight cho lần xuất hiện này. Những gì cô gái xứ Thanh thể hiện suốt nửa chặng đường vừa qua vượt quá tầm mong đợi của khán giả nước nhà. Một phần vì áp lực cuộc thi, phần vì thời tiết không thuận lợi, nhưng Hoàng Thùy luôn hết mình chinh chiến. Bông tai họa tiết lạ mắt, dây mũi nhọn cùng màu, kiểu tóc búi cao fan yêu sắc đẹp trầm trồ rằng Hoàng Thùy đã sẵn sàng mang vương miện về Việt Nam. Thậm chí lần xuất hiện này, những mỹ từ như đây là cô gái Miss Universe tìm kiếm. Đặc biệt nhất, với outfit miễn chê, cô đã được Hoa hậu Thái Lan khen ngợi hết lời và cho lên sóng giao lưu với fan Thái trên livestream. Lúc Hoàng Thùy xuất hiện, fan Thái và Việt đồng loạt thả tim, cho thấy được Hoàng Thùy đang nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ fan quốc tế. Trước đó, trong ngày thứ tư, Hoàng Thùy khiến truyền thông quốc tế phải thốt lên. Oh my God, Vietnam is so beautiful. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.